chào các bạn đã quay trở lại lớp của mình và mình là Jun Jun đây. Thì hôm nay á là ngày cuối tuần nên mình sẽ nhân cơ hội là chị mình xuống bếp làm món sandwich cuộn sữa chua nên mình quyết định sẽ quay một vlog này cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Rồi bây giờ chị hay làm giới thiệu luôn đây nè. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt cái này gọi là cái gì ta? Sandwich. À, cái này này. À, sandwich con mặt cười. Chờ để cái gì cái sandwich. Phô mai con bật cười. Phô mai và để chợt lên camera luôn. Camera quay dưới nè cô nương. Cái này hình như là 25.000 một hộp thì phải. Mua vị, vị ớt. Đồ má khùng đi đi cơ. Bà mua sandwich mà bà mua vị. Bà làm bánh sandwich, làm bánh sandwich mà mua vị ớt. Xin lỗi. Trời. Làm sandwich mua vị ớt các nha các bạn. Không biết là không biết là cái lốc này chỉ có đúng hay không nữa. Mà nghĩ sao vậy? Làm sandwich mua vị ớt. Không sao. Tại luôn á. Không sao đâu. Không dám ăn á má ơi. Các bạn, chúng ta làm sandwich á thì chúng ta sẽ mở một tí nhạc để chúng ta có động lực nhạc, nghe nhạc ra động lực để làm nha các bạn. Hủ sữa chua nha các bạn. Ok. Để hay bỏ mấy miếng sandwich. Tùy hả? Mấy miếng phô mai. Phô mai mấy miếng 3 4 gì đó tùy mình. À. Sữa chua cũng mua sữa chua sai nữa, phô sữa trắng chứ. Giờ mình không thích sữa chua trắng. Rồi ok ok. Thôi thôi, thôi. Chị mình làm chị mình có chị mình làm chị mình có quyền luôn. À chị mình làm chưa có kinh nghiệm nha, nhưng mà mình ghiền quay vlog quá nên mình quyết định là mình quay vlog quay luôn. Chị trắng ra bỏ sữa chua trắng vô nha các bạn. Một muỗng. Bỏ một khẩu sữa chua trắng vô luôn. Đổi rồi, mình đặt quá. Giờ mình hết được không bạn? Rồi ok, nay chị mình làm chị mình có quyền. Khi mà nó đã gọi là hòa tan rồi, nhuyễn rồi, chúng ta sẽ bỏ vào bịch nha các bạn. Đây, bỏ vào bịch này. Để khi mà lát nữa mình xịt vào trong cái bánh sandwich á, nó không có bị đổ. Rồi sau đó chúng không nha các bạn. Sandwich này á, chúng ta sẽ cắt những cái đầu cứng này đi nha các bạn. Các bạn đã quay trở lại kênh Jun Jun Vlog và mình là Jun Jun đây. Thì lâu quá rồi chúng ta chưa có gặp nhau đúng không nào? Và hôm nay là mình quyết định là mình sẽ
làm cái món làm sandwich cuộn sữa chua và sẽ up lên cho các bạn cùng xem với mình. Và chúng ta ở nhà này, chúng ta làm sandwich sữa chua nếu mà chúng ta thèm, chúng ta ăn rồi chúng ta ở nhà cùng bảo vệ bản thân, xã hội và đẩy lùi dịch bệnh nha. Vô tay nha. Thì đây là cái món này mình sẽ cái này nè, mình sẽ tại vì đây video nó nhỏ không quay được, mình sẽ bàn lấy coi cái trong nó bị rồi. Bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn bánh sandwich sữa chua với mình nha. Đây. Nói chung là cái bánh của mình á, nó cũng ngon, nhưng mà bản thân mình làm nha. Bản thân mình làm nha. Bản thân chị mình làm, nhưng mà mình ăn lại cái bánh á, không biết là do mình để máy lạnh hay mình để tủ lạnh hay là sao, nhưng mà cái bánh nó bị khô các bạn. Nhưng mà ở trong thì cũng rất là ngon. Với lại á, tại vì mình quay á thì cái form màu này nè, nó màu trắng lên nên nhìn cái bếp ra nó không có được đẹp lắm đúng không các bạn. Cái ăn nhiều cho nó mới cảm nhận là nó ngon hay không. Nói chung là mình làm ở nhà mình ăn gì thì nó ok rồi. Trong cái phần nhân đó các bạn thì nó ngon, nhưng mà cái phần bánh của nó thì nó hơi bị khô các bạn. Cái bánh sandwich ở ngoài đó nó bị hơi bị khô, nó hơi bị cứng. Đây mình sẽ mở cái nhân cho các bạn coi nè, nó như thế này. Nói chung là nó tông thì tông, nó trắng luôn. Bây giờ mình quay cái bếp rau của mình quay nó cũng trắng luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn ăn ở nhà mà mình làm cái gì, mình ăn rồi mình coi phim, mình bật tivi mình coi, mình ở nhà mình hạn chế ra đường, mình cùng chung tay với đất nước, bản thân mình bảo vệ được bản thân mình này, rồi mình bảo vệ được những người mình thương yêu, thậm chí mình bảo vệ được đất nước, bảo vệ được xã hội luôn, rộng hơn là chúng ta bảo vệ thế giới luôn nè. Thì chúng ta ở nhà này, chỉ khi nào chúng ta bất cập đó thì chúng ta đi làm, chúng ta tới chỗ làm, chúng ta về, hoặc là chúng ta chúng đừng có nên tụ tập ở la la hàng quán hay là sao luôn. Mình thấy là thật sự là bây giờ chúng ta còn ý thức của mỗi người cũng là còn ý thức bảo vệ. Chúng ta ăn bánh nó cũng hơi nhiều này. Bình thường là sẽ có em ở trong video, nhưng mà hôm nay là mình đi làm ở Sài Gòn rồi, mà em đi quê không có đủ em vô video được á. Nên hôm nay có một mình nói thôi, và không ai tương tác với mình nữa các bạn. Nói chung là nhưng mà ngon, nhưng mà bánh nó hơi bị, nhưng mà nó không có mềm như ngoài tiệm được. Nhưng mà mình thấy là ở nhà mà làm như vậy ăn á, cũng nếu mà ở nhà làm như vậy ăn thì mình thấy là ổn rồi, ngon. Nhưng mà như là mua cũng không có bao nhiêu tiền nữa. À, giờ mình sẽ đi ăn, làm có nước mà mình sẽ đi lấy nước uống. À, hồi nãy mình đi Bixi á, mình có mua một sữa của Pháp quá trời luôn, thì mình sẽ ra uống, mình sẽ review các bạn coi là ngon hay không, các bạn cùng ra mua uống nha. Và các bạn ơi, thì sẵn đây á, rồi hồi nãy mình có đi Bixi, mình mua cái sữa này nè các bạn nè. Đây cái sữa này là mình thấy là hình như là sữa là xuất xứ là của Pháp, nhưng mà nó chỉ có 27 ngày thôi, và mình cũng hơi dị chừng một chút, tại vì nó to như vậy luôn các bạn ơi, nó to như thế này luôn nè. Đây, và nó chỉ có 27 ngày thôi, và mình chưa uống lần nào hết. Thì cái mình đi siêu thị á, Bixi á, thì cái cô đó là sữa này mua về làm sữa chua rất là ngon. Thì bây giờ mình mua về thì mình uống như là sữa tươi cũng được. Mình có tới 3 loại các bạn, một loại là nguyên, một loại là gì ta? À, một loại là sữa tươi tách béo, rồi là những người mà không thích uống béo á, rồi một sữa là nguyên kem, còn một sữa nữa, nhưng mà nó mình không thấy bên ngoài đó. Bây giờ mình sẽ khui ra và uống xong mình sẽ có ngon hay không nha. Nếu mà ngon thì các bạn ra muốn uống thử đi. Tiêm lại mình sẽ đổ vào đây uống thử coi ngon không nha. Nè, cái chất sữa này nó nặng quá, mình sợ sữa nó đầy. Rồi mình sẽ uống một miếng coi ngon hay không. Nếu mà ngon thì các bạn đi ra uống nha.
Tại vì ăn cái bánh này cũng rất là khát nước luôn á. Cũng ngon các bạn. Tách béo nhưng mà nó vẫn còn cái béo tinh chất, nhưng mà nó cũng như cái sữa tươi đúng bình thường, nhưng mà thấy nó ngon hơn. Và không biết là ngon là sao, mình không có biết giải thích là sao nữa. Nói chung là các bạn cũng ra mua thử uống đi nha. Đây cái chai này đây nè. Không biết là nó mới hay là các bạn nó biết lâu chưa mà mình thấy, tại vì lâu lắm rồi, bữa nay mình mới đi lại taxi mình mua. Tiếp tục mình ăn tiếp nè các bạn ơi. Trời xuống mình chỉ trâu. Và mình sẽ ăn hết một miếng này luôn nha. Rất ngon. Đó là các bạn ăn hết nguyên một cái bánh. Tuy nhiên nó sẽ bị ngán nhưng mà nó rất là ngon. Mà với lại mình nghĩ là ở nhà mà mình làm như vậy là ngon rồi. Cái bánh ở ngoài, cái vỏ ở ngoài các bạn, vỏ ngoài này nè, nó bị khô. Mà thật sự nha, bây giờ mình làm như thế này, mình muốn chúng ta vừa ăn, chúng ta sẽ vừa kể chuyện nghe, và mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hơi bỏ xích của mình nha. Rồi mình sẽ uống một miếng sữa, mình cảm thấy mình bị mắc nghẹn hay gì hết vậy. Và tại vì khi mà ăn bánh thì mình phải có cái câu chuyện nào đó vui vui mình kể cho các bạn nghe, rồi các bạn sẽ xem, các bạn sẽ thấy không có ngán, đúng không nè. Thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái tình yêu bỏ xích. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Kiểu như là hồi xưa các bạn thì ai cũng, như các bạn đã biết audition đúng không? Thì hồi xưa như đa số là ai cũng đi, cũng chơi hay gì á, thì kiểu là mình cũng ghiền, không kiểu là cũng mới ghiền, nhưng mà cũng nói chung là thì hồi xưa mà đâu có phát triển như bây giờ có điện thoại đâu, nhưng mà ra ngoài chơi sẽ gặp được nhiều bạn bè hơn. Thì mình thì lúc đó là mình có ra ngoài, nếu mà mình có chơi ao thì lúc đó năm lớp 9 rồi, chứ mình 9 thì có thời mình cũng hơi ghiền, mà hồi lớp 9 chuyển cấp lên lớp 10 thì thật sự lúc đó mình cũng hơi ghiền chơi. Và nói chung là trưa các bạn, trưa thì mình mà kiểu là mình ở nhà mà thì ăn uống như thế nào á thì ba mẹ mình đều lo hết, và ba mẹ chồng chơi thì ăn vặt thôi. Mà hồi xưa nó cho bao nhiêu đâu, chỉ có 10 nghìn 2 nghìn gì đó, nhưng mà cũng để dành. Và ngay hầu như ngày nào mình cũng chơi, ngày nào cũng lên quán mình chơi, thậm chí trưa nắng á mẹ đâu chơi đi chơi đâu. Lúc đó mình có đứa em họ, thì hai chị em đều nhau chiếc xe đạp chạy lên cầu, mà gió nó mặt ngược cái này, mà em nó chở mình. Lúc đó mình cũng như mình cũng mập đó các bạn, cũng mập đó các bạn, chở mà thấy tội luôn á, mà ghiền quá biết sao vậy. Thì hai chị em mình đi ra đó chơi trong một thời gian, thì có một lần á cái mình ngồi cái mấy 16 các bạn trong quán, quán đó mình chơi cũng quen rồi, mình chơi với mấy nhưng mà quen với anh chủ quán rồi cũng thân lắm, làm chơi với cũng quen. Thì bữa đó mình có ngồi mấy 16, chỉ vì mình nhát thôi các bạn, chỉ vì mình nhát thôi mà mình, lúc đó mình không có bồ tới bây giờ luôn á các bạn, chỉ vì mình nhát thôi. Là năm là lúc đó mình ngồi cái mấy 16 đang quán, mình không biết là cái anh bạn nó là hay ngồi hay gì thì mình không biết, nhưng mà mình thật sự là mình vô thấy mấy trống thì mình ngồi thôi. Và mình ngồi cái máy đó, máy 16 đó mình nhớ hoài luôn. Xong cái mình ngồi cái máy đó cái mình chơi, thì mình không biết vì sao anh bạn đó biết cái Yahoo của mình. Ngày xưa là chơi Yahoo đúng không, chứ ngày xưa làm gì mà có Facebook. Nhưng bây giờ mà chơi Yahoo không, cứ tin cái Yahoo, cứ tải Yahoo về chơi yahoo.com á, kiểu vậy. Thì tới bây giờ luôn mình đăng nhập Facebook mình cũng là Yahoo luôn, phải không, mình chưa có sửa lại là Gmail nữa. Thì mình hồi 16 thì lúc mình chơi về ngày xưa mình cũng ghiền chứ ăn các bạn, ghiền nhau lắm, muốn bạn bè cũng có hết chứ ăn không ghiền bạn bè gì là mất hết, không có bạn bè hết, chứ có chung ảo các bạn, ảo hơi nhiều luôn, thật sự lúc đó ảo. Mà thì anh mày mới là nhắn tin về, dùng hồi xưa là mình dùng từ chat đúng không, thì anh mày nhắn tin cho mình nói là em ngồi mấy 16 của anh hả. Cái mình mới nói
Ủa gì trời, Ngồi tự nhiên mấy 16 anh gì? Bạn ơi là sao? Cái ổng nói là, anh nói là hồi đó là anh hay ngủ cái máy máy 16 á. Rồi thì mình mới nói, ôi mình cỡ hơi bị ngủ cái gì nhá. Cái mình mới nói là, vậy thì, dạ tại vì thì bây giờ máy trống nên em vui ngồi thôi. Thì cái nó mới nói là, ồ vậy hả? Tại vì anh hay ngồi máy 16, mới rồi các bạn, chỉ mới bắt chuyện thôi. Em ơi, anh biết cái quán kem mà rất là ngon. Tí nữa, bây giờ mình đi ra mình ăn kem nha. Trời má. Trời má chùi gì hết em ăn kem. Cái mình nhắn tin với lại bà chị mình, mình hỏi là chị hai ơi, cái anh đó nhắn tin hỏi em ăn kem có đi không hai. Rồi trong lòng mình thích lắm, thích chút bà luôn á, rất là thích luôn. Nhưng mà nhát là bởi vì bây giờ không được nhát nè, nhát là không được có bạn trai được thật sự. Lúc mình rất là nhát, mình đâu dám đi đâu. Thế mình nói là dạ mà thôi chắc em không có đi đâu. Cái ổng á, nhưng mà nước bánh kem này rất là ngon luôn. Thì kiểu như là anh đã rủ mình ăn kem đúng không? Kiểu như là mình cũng ngại lắm, xong nói là thôi em không đi đâu. Cái đó mới là anh có muốn bánh kem này rất là ngon. Thôi anh em đi ra ăn kem. Cái mình mới nói là ôi em ngại em không đi đâu. Là cái là một bữa thôi. Xong mà cũng nói chung là nhát các bạn đúng không biết thì sao, rất là sợ luôn. Trời sợ lắm chứ không phải như là bây giờ thì mấy em nhỏ dạng dĩ luôn ha. Chứ hồi xưa các bạn không đi học có bao giờ xong môi đâu, không bao giờ xong môi. Tới mãi đến khi nào mình học năm nhất của đại học mình mới xong môi thôi. Chứ mà bình thường á là không hề mình xong, ý là chỉ khi vào Sài Gòn này mình mới xong môi. Mà lúc đó biết mới vào nó có biết son này đâu, son toàn là mấy cái son rẻ tiền đúng. Chắc bây giờ nên nhờ môi mà nó mới bị thâm nhiều đúng không các bạn. Lúc đó không có biết gì đâu, thật sự dư quê nữa, mộc mạc giản dị lắm. Nên việc cái sự việc mà mình nhát là có cơ sở luôn, rất là sợ, rất là nhát luôn. Thì cái nhưng mà cái quán đó mình chơi rất thì quen rồi. Cái một bữa nữa thì cái bạn nó mới anh nó là lớn hơn mình 1 tuổi. Mà nó học lúc đó nó học ở lớp 10 thì mình là lớp 9 nè. Lớp 9 là sắp chuyển lên lớp 10 rồi nha. Cái mình học lớp 9 đó, cái anh nó học lớp 10. Xong cái bữa đó cái mình ngồi chơi thì không ngồi mấy 16 nữa luôn. Không ngồi 16 nữa luôn, sợ. Không mấy người. Cái anh nó kêu nước lại cho mình uống nha. Xong cái nó nói mình vậy nè. Lúc đó là cũng là tối rồi, nó nói mình là bây giờ là anh không có xe về. Tại vì lúc trước là có nói chuyện qua lại để có hỏi mình ở đâu rồi, thì mình cũng nói là mình ở đó. Thì anh nói là anh không có xe là em cho anh mấy giây về nha. Em nói là dạ nhưng mà em mới chơi à, em chưa có về. Thì em nói là thì chừng nào chơi xong em về thì chở anh về luôn. Mình lại nhắn tin cho bà chị mình, chị mình thôi chị ơi. Mà lúc đó trong lòng khoái lắm các bạn, thật sự trong lòng rất là khoái luôn, thích lắm, thích lắm. Cái mình mới nhắn tin cho chị của mình, cái mình mới nói là chị hai cái anh nó kêu chở về cái chỗ không. Chị mình kêu đi chở về đi. Thế mới là chỉ là mày tin đó các bạn, kêu chở về đi. Cái mình mới nói dạ vậy thôi về. Cái ngồi cỡ 15 phút sau cái mình nói là vậy thôi em đi về. Nó kêu vậy thôi, tại vì chơi chung cái quán nét đó là tất cả đều là bạn biết không, tất cả là đa số toàn là bạn bè của anh đó không, còn tại vì toàn là trường hay bộ châu, trường hay chú chinh chơi ha, chơi với các bạn chơi trong quán thôi. Thì cái mình nói là thôi về, cái nó nói thôi đem ra trước anh chờ em. Cái mình nói trong đây mình không ra các bạn, không phải là mình chảnh nha, không phải là mình chảnh, thật sự mình không có chảnh đâu, nhưng mà mình sợ bởi vì cả các bạn hiền hơi bức xúc bởi vậy. Thì bây giờ mình mới bây giờ luôn 2-3 năm, tại vì cũng vì mình nhát thôi, giọng rất là nhát luôn. Và bây giờ mình đem câu chuyện của mình kể các bạn là mình đã dễ lắm rồi. Mà thật sự mình làm video này thật sự nó có những câu chuyện vui, những câu chuyện hay kể cho các bạn nghe, là các bạn không có thấy là xem video của con này chán quá, xem video này chẳng có gì để coi hết, kiểu như vậy. Nên mình quyết định luôn đem câu chuyện ra chia sẻ với các bạn, và chúng ta còn phải là biết nắm bắt cơ hội. Thật sự là lúc đó mình không nắm bắt cơ hội nên cái thanh xuân của mình trôi qua thì cũng có vui đó. Nhưng mà nếu như có thêm cái sự mạnh dạn của mình thì thanh xuân của mình trôi qua thì có thể là vui hơn nữa rồi đó. Cả tiếp nha. Cái mình mới sợ nó không đi, cái mình nói ồ chị hai chắc em không đi không, cái mày khùng quá, cái người ta chờ mày ngoài đó rồi mày không đi. Cái mình nói là ồ nhưng mà kiểu là em sợ quá đi. Sắp tắt máy rồi các bạn, cuối cùng mình không đi luôn. Đó các bạn, cuối cùng mình không đi luôn. Thật sự không đi mà, thật sự nó là ái náy luôn. Cái anh bạn chờ mình không mà quá trời luôn. Cái anh nhắn tin, anh nhắn tin là bạn anh nó ra rồi, anh quá vậy mà anh về luôn rồi. Thật sự lúc đó mình rất là ái náy luôn. Uống miếng nước trước các bạn. Thật sự là bây giờ khi mà mình nghĩ lại á, thì mình sẽ rất là kiểu như là mình sẽ hối tiếc về cái thanh xuân đó của mình thật sự. Nhưng mà mình không hiểu nha, mình nhát là trong tình cảm đó mình nhát thôi, nhưng mà tình bạn hoặc là mối quan hệ giao tiếp bạn thì mình không nhát, mình chỉ nhát về cái tình cảm thôi. Và vì cái sự nhát đó của mình mà
mà mình đã chung là để trải qua cái thanh xuân, chung là không, nhưng mà giờ không biết đó cảm xúc của mình ra sao, nhưng mà thật sự rất là tiếc về cái thanh xuân đó các bạn à. Thì mình muốn nói là ăn thì không có nói được, mà nói thì không ăn thì nó bị ngứa miệng. Thì thật sự nhưng mình bù lại cái là mình có một cái tình bạn rất là đẹp, một cái tình bạn của mình đẹp còn hơn tình yêu luôn, mình cảm nhận là vậy. Và mình tiếp tục làm rồi đến bây giờ thì mình cảm thấy là mình sao? Nên vì mình muốn khuyên với các bạn là nó làm á, khi mà mình cái mối dù mình rush ai hoặc là người ta rush mình, và mình cảm thấy là khi mà người ta thích mình và thật sự mình cũng có đôi chút cảm tình với người ta, thì mình nên cho nhau cơ hội, đừng có nhát như mình. Thật sự bây giờ thà các bạn hối tiếc là mình đã quen cái người đó rồi, mình đã quen rồi, và vì lúc xưa mình đừng quen đó là hối tiếc. Còn sự mình hối hận là mình hối hận đến sau này luôn, là mình không thể nào mà mình sao ta, nhưng mà không biết các bạn hiểu không, cảm xúc của mình nó là như vậy đó. Thì và quay lại cái bánh sandwich của mình nha, siêu 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 dễ thương và siêu siêu ngon, nhưng mà cái bánh nó hơi bị khô các bạn à. Cái bánh nó hơi bị khô và đúng rồi, mình muốn nói như thế này nè, cái tâm tư của mình nó là như vậy nè. Tại sao mình lại đem cái câu chuyện của mình mà chia sẻ với các bạn không nói vậy, nhất là để em chuyển máy chuyển không coi video này không bị ngán hay là sao đó, con này nó sầm sài nó cũng có cái cho mình coi cứ vậy. Thì thật sự nha các bạn, mình muốn là các bạn hoặc là mình, chúng ta đều mở lòng với nhau sẽ như là một cái cộng đồng vậy các bạn. Thì trước mắt thì mình sẽ chia sẻ những câu chuyện vui của mình nè, về câu tình cảm nè, tình bạn nè, tình yêu nè, tình đồng nghiệp nè, tất cả mọi thứ vong vong và may. Nhưng mà mình kể rồi cũng sẽ hết câu chuyện của mình thôi, không còn câu chuyện nữa đúng không, tại vì mình khai thác hết rồi. Và mình muốn các bạn cùng với mình, có nghĩa là sao, ví dụ như các bạn có những câu chuyện vui nè, trên trường nè, trên lớp nè, hoặc là đi học nè, hoặc để ý ai nè, hoặc là về chuyện tình cảm nè, chuyện yêu đương nè, hoặc là gia đình nè, hoặc chuyện hôn nhân, tất mọi thứ luôn, các bạn inbox cho mình. Và mình có một cái đường link đó ở trong YouTube, là một cái đường link đó các bạn nhấp vào và các bạn sẽ inbox cho mình, các bạn sẽ kể những câu chuyện của các bạn, và mình trân trọng những câu chuyện đó, và mình sẽ đem cái câu chuyện của các bạn mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người, rồi mọi người cùng vào mấy comment như thế này hết kia, coi như câu chuyện đó mình thấy là mình cũng có trải qua rồi, thì mình sẽ khuyên các bạn vấn đề đó chắc là sẽ không đúng và cũng không sai, nhưng mà chúng ta có thể tham khảo được nhiều ý kiến hơn. Thế là cái khoảng khắc đó các bạn bế tắc không biết làm sao hết, nhưng mà giờ đi tâm sự với con nhỏ bạn của mình đi, thì chắc gì tâm sự đó sẽ như giữa kính nó, ví dụ thôi nha, chắc là giữa kính, cứ đưa lên, cứ gửi cho mình, và mình sẽ chia sẻ câu chuyện đó. Thật sự tất cả mọi thứ mình sẽ đều trân trọng, mình sẽ chia sẻ, và mình tâm cái ý của mình là mình muốn tạo thành một cái cộng đồng để chúng ta cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện buồn, câu chuyện vui, tất cả mọi thứ mà có thể là tôi kể cho người nghe nhưng mà tôi không an tâm lắm thì cứ kể cho mình ha. Nhưng mà khi mà cái mong muốn của mình á mà làm được á, thì mình sẽ tạo ra một cái hộp thư, và các bạn sẽ gửi những cái hộp thư đó, những cái câu chuyện của các bạn về cái hộp thư đó, và mình sẽ đem câu chuyện đó lên kể. Và các bạn yên tâm, cả câu chuyện của các bạn, bất kể là câu chuyện gì, thì tất cả mọi người ở đây, mình hoặc tất cả các bạn sẽ đều tôn trọng cái câu chuyện đó của các bạn chia sẻ, đúng không nào? Tại vì ai cũng sẽ có nỗi niềm thôi, và thật sự mình rất là muốn làm cái điều đó, nên mình quyết định là mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện này của mình lên cho tất cả mọi người. Tất nhiên câu chuyện này của mình chẳng có gì lâm ly bi đát, cũng chẳng có gì vui, hoặc cũng chẳng có gì hết. Chúng ta sẽ lại thành một cái cộng đồng vui thôi. Nhưng mà cứ người này nói và người kia nói là vui thôi, đúng không? Và hứa với các bạn là
mỗi câu chuyện của mình vẫn sẽ có đồ ăn nha. Nhưng mà tại vì giờ mùa dịch thì cũng khó thôi, nhưng mà mình những video sau mình sẽ làm những cái món ăn ngon hơn, hấp dẫn hơn. Và chúng ta cùng bật video lên xem nè, rồi chúng ta cùng tâm sự với nhau nè, chúng ta cùng chia sẻ với nhau nè. Và sau đó các bạn sẽ để những cái comment bình luận, ô cái video con này làm nó không được tốt như thế này, nó không được tốt như thế kia, hoặc là thêm cái này vào, thêm cái kia vào, tất cả mọi thứ luôn mình sẽ trân trọng và mình sẽ nhận cái ý kiến của các bạn và mình sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn. Thật sự là mình không có kinh nghiệm và mình làm theo cái bản năng, theo quán tính của mình, mình thích cái đó nên mình làm. Các bạn cũng vậy, không sao hết, cứ chia sẻ tất cả mọi thứ với mình nha. Và các bạn ơi, thì mình sẽ ăn một cái gì được, tại vì bây giờ mình nói rồi mình phải ăn cái món của mình làm. Thử giờ không có gì làm hết, ở nhà buồn quá. Nhớ chị ngày xưa nhắn tin với mình rồi mình lại đi một chuyện rồi mình kể, chúng ta cùng mình nói con bé này làm thế là tốt nè, làm thế là tốt nè, hoặc là đừng có làm cái này, đừng có làm cái kia, ví dụ là thú nè. Mình rất là thích như vậy, là sự mình rất là thích. Và bây giờ con của mình rất là nhỏ nhoi, không dám hứa với các bạn cái điều gì hết, nhưng một cái chuyện của các bạn gửi về cho mình chắc chắn sẽ có rất nhiều người coi, mặc dù rất ít thật sự, nhưng mà mình sẽ làm mọi cách để video đó, câu chuyện đó của bạn được nhiều người xem hơn, hiệu ứng hơn. Mà chúng ta sẽ như thường làm vui vẻ chia sẻ thì những con người xa lại đó kết lại với nhau, đơn giản là như vậy thôi. Bây giờ với lại bây giờ chúng ta cũng chung là vì chúng ta cũng nên hạn chế hết đi ra đường, tất cả mọi thứ sẽ nhà rảnh cũng không làm gì hết, bật video lên của mình coi rồi sub cho mình cái kiểu. Thì thật sự là lâu lắm rồi mình cũng không có ra video thường xuyên, mà mình thấy mình làm như mình thật sự là mình cũng rất là thích ra rất là nhiều video cho các bạn coi, nên mình quyết định là mình sẽ làm một cách nghiêm túc, sẽ cố gắng ra thật nhiều video. Tại vì thật sự là mình thích đó các bạn, mình rất là thích làm mấy cái video rồi kiểu như nói làm xàm cái kiểu như vậy, rất là thích. Nhưng mà mình chợt nghĩ ra được cái mình muốn kết nối tất cả mọi người lại với nhau, và mình quyết định rằng mình sẽ làm một việc cực kỳ nghiêm túc. À, và đặc biệt á, khi mà kênh của mình đủ 1.000 sub, 1.000 đó các bạn, nhỏ nhoi, ước muốn nhỏ nhoi của một con bé nhỏ nhoi, thì mình sẽ làm cái video đảm bảo rất là ý nghĩa luôn, đảm bảo luôn. Còn các bạn biết ý nghĩa như thế nào thì like, share và sub cho kênh mình nhé. Các bạn, cái bánh này á, nó ngon, mình để lâu quá thì nó khô nè. Nói chung mình ăn cũng 5-6 cái gì rồi đó, cũng hơi ngán rồi. Đối với những người nào mà ghiền ăn á thì sẽ nhiều, thì nên làm nhà nhiều ngon ha. Nhưng mà mình cũng thèm hứng vào làm ăn, mà một cái ngon, hai cái ngon, ba cái thì hơi đặc biệt cái ngán xíu, 4 cái. Thì các bạn ơi, đó là cái mà mình muốn nói. Và đầu tiên mình muốn đi câu chuyện của mình lên kể. Video tiếp theo mình sẽ kể về câu chuyện là tình bạn của mình 12 năm, dễ thương, sitcom và chẳng kém như tình yêu luôn. Thì like, sub, share cho mình, bấm chuông thông báo để đón xem video tiếp theo của mình nha. Và vậy xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Chào tạm biệt.